Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi từ loại 12 game. Các bạn của mình khám phá game đầu tiên nha. Đây là những tựa game Sniper rất là hot trong những tháng vừa qua. Mình đã lọc ra 12 tựa game ở trong này. Các bạn của mình khám phá nó nha. Let's go. Ok. Wow. Blood. Tiếp tục nào. Headshot. First blood. Headshot. Kill. Headshot. Triple kill. Butchery. Headshot. Unstoppable. Headshot. Unstoppable. One shot. Unstoppable. One shot. Unstoppable. One shot. Unstoppable. Headshot. Unstoppable. One shot. Unstoppable. Headshot. Unstoppable. Rồi mình có thể bắn lấy máu này. Ok, sau đó tiếp tục. Headshot. Unstoppable. Đây rồi. Let's go. One shot. Unstoppable. Ok, đạo thẳng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Sniper Honor. Listen. Wow, một anh chàng gì đây? Ok. Ok, không biết đã đủ chưa? Rồi, let's go. Lại cày tiền tiếp thôi. Wow. Đây rồi. Cái điểm G này rất là khó luôn. Không biết nó nằm ở điểm nào. Không biết có phải ở trên này ở dưới. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Johnny Trigger Sniper. Let's go. Rồi đâu. Ok, rồi thì chúng trong ra. Tiếp tục nào. Đây thôi, hết đạn rồi. Ok. Let's go. Rồi gặp boss rồi. Còn lại thì mình chưa đủ để nâng cấp. Không sao. Oh my gosh. Bắt buộc phải bắn ở đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến cái tiếp theo. Let's go. Zombie Hunter. Start game. Kin 2 zombie, ok. Để cứu người. Người này thì đang chạy, còn zombie thì đang leo. dụng kỹ năng zombie. Đây rồi. Wow, tiếp tục là ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Johnny Trigger. Boss rồi. Ok, tiếp tục nào. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Sniper. Hitman Sniper. Đam, tăng đam đi. Ok. Broken again. Keep a lookout for me while I patch this up. What's hi? He'll be back any second. Các bạn phải cứu anh chàng này, tránh để zombie nó lao vào và đánh chết anh ta. Các bạn phải bảo vệ anh ta. Oh my god. Let's go. Good fall. Oh god. They're coming. Với pha để bảo vệ anh ta thật là nhanh. We don't win. Okay. It's too calm. I don't like it. Let's just do it. I'm getting the hell out of here. Đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Sniper 3D. Anh chàng này đang cầm khẩu súng này. Sao? Thì như chàng này đang cầm điện thoại, đúng không? Tiếp tục là let's go baby. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Rồi, mình sẽ nâng cấp sau. Với lại cũng chưa đủ tiền để nâng cấp. Anh chàng nữa không biết đâu rồi. Rồi anh ta đây. Vẫn chưa đủ tiền để nâng cấp cho sống khỏe hơn. Ok, let's go. Gặp tướng rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bullet Strike. Let's go. Hoặc có thể là tự game Bullet Strike bị lỗi rồi. Đây rồi. Let's go. Start game. Let's go. Zoning Petro. Rồi cái này thì các bạn có thể nào. Mình sẽ chuồn ra sau đây. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sniper. Let's go. Không hiểu sao từ game này loạn hơi chậm. Ok. Cell strike has identified the last target you took down at the airfield. They've had... Cell strike satellite spotter. Use a satellite spotter charge to mark all enemy targets for extra visibility. The target has been marked. Take him down. Cái tốc độ của con trỏ này hơi nhanh một chút. Your initial operation is complete. Take out the enemy guards. Oh my god. Nice. Okay. Cell Strike R&D just developed a new prototype weapon. Give it a spin. Let's go. Which story? I won't be repeating myself. No. Eliminate all landing signal officers. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Sniper Fall. Sniper Fall. Wow, tựa game này đợt này vào rất là chậm luôn. Không hiểu sao anh đi thế. Wow, một đấu ba. Oh my god, chết luôn. Ok, một cái là mình giành top 1 rồi. Tiếp tục vào. Let's go. Oh my god. Đầu tiên sẽ đánh chàng đó thì mới thành công được. Còn nếu không thì các bạn sẽ bị cho anh chàng nó giết chết. Anh nào trắng nhá. Wow 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 wow. Các bạn phải xử lý băng đảng này. Mission start. Mission failed. Stop missing. Mission start. Mission complete. Okay. Tiếp đây là gì? Mission start. Tiêu diệt những anh chàng này bay xuống à? Mission complete. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.